Once again, your phone says that you're busy, and all my texts are falling to the ground. Hello, xin chào mọi người. Chào mọi người đã tới với kênh của mình ngày hôm nay. Nếu các bạn chưa subscribe thì nhớ subscribe nha. Đã lâu rồi mình chưa có đưa anh xã của mình lên sóng, cho nên video ngày hôm nay sẽ cùng làm với anh xã nhà mình. Xin chào tất cả mọi người, thật vui khi được quay trở lại với channel của vợ mình ngày hôm nay. Thì chủ đề của video ngày hôm nay sẽ là một chủ đề rất rất là thú vị và lần đầu tiên mình được làm cái chuyện này. Thì hy vọng tất cả mọi người sẽ thích thú với video đó. Thì thật sự mà nói thì lúc mà mình mới sống chung với nhau á, thì anh xã cũng đã rất bất ngờ vì buổi tối mình dành khá nhiều thời gian trong nhà tắm. Có một lần thì ảnh tưởng mình đã ngủ quên trong nhà tắm luôn. Cho nên là hôm nay sẽ là một cái thử thách trong skincare cho vợ, để ảnh biết được là chăm sóc da của phụ nữ khổ và khó khăn như nào. Vậy thì các bạn cùng đi mình nha. Let's go. Vậy là anh đã biết được thử thách chưa? Một chút. Vậy thì bây giờ mình sẽ bắt đầu như thế nào? Thì bây giờ anh phải làm từ A tới Z. Em chỉ nói là cái bước nào thôi, được không? Có gì cần hỏi thì hỏi luôn chứ không xí nữa không biết làm là quê lắm á. Vậy thì có tổng cộng là bao nhiêu bước để làm skin care? Cuối của tôi nè. Xong bước tẩy trang là đến bước rửa mặt. Nhưng mà có một bước quan trọng, đó là thật say. Anh thấy cái máy mà đen đen, anh thấy áp áp vào mặt không? À, cái máy mà nó rung 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 đúng không? Đúng rồi. Đó là cái máy rửa mặt mà mình rất là ưng lâu nay. Là phải máy này đúng không? Đúng rồi. Đây là máy rửa mặt Luna Mini 2 của Foreo mà Nhi đang dùng. Ai đã xem những video trước thì thấy em ấy đã xuất hiện rồi. Trước đây thì Nhi chỉ dùng tay không để rửa, nhưng từ khi chuyển qua dùng máy, ngay cả khi dùng tẩy trang, rửa mặt hay tẩy tế bào chết, Nhi cũng đều muốn dùng máy để cọ rửa cho sạch hơn. Đầu cọ silicone y tế trông thì cứng cáp nhưng sờ lại rất là mềm mại, không hề tổn thương cho da. Môi trường này vi khuẩn không thể sinh sôi hay bám lên được. Ở đây Nhi thấy đầu cọ có 3 thiết kế đặc biệt chuyên cho từng vùng da. Chỗ cọ mỏng có diện tích lớn nhất này là làm sạch da cơ bản. Chỗ cọ dày và to hơn ở phía trên đỉnh để chuyên biệt cho những vị trí chính xác hơn trên khuôn mặt. Ở mặt sau có đầu chạm lớn hơn để dùng khi da nhiều dầu. Trước khi dùng thì ta kiểm tra độ rung phù hợp cho làn da nhé, điều chỉnh hai nút tăng giảm. Riêng Nhi thì chọn cho mình mức 4 năm là phù hợp, còn hôm nào make up đậm thì cỡ mức 6. Máy có để chế độ chống nước nha, nên mình thoải mái cọ rửa khi dùng. Wow, nó rất là rung. Bây giờ anh chỉ việc bỏ lên mặt rồi xoa đẹp nữa thôi đúng không? Khi dùng máy rửa mặt thì Nhi sẽ di chuyển theo những cung tròn hướng từ dưới lên trên, mục đích là để nâng cơ mặt tránh chảy xệ. Ở những vùng có nhiều sợi bã nhờn và lỗ chân lông to như mũi, hai bên má và T-zone thì Nhi sẽ để lâu hơn tí xíu. Khi dùng máy rửa mặt thì mụn ẩn cũng sẽ được đẩy lên nhanh hơn rất nhiều. Kết hợp với các sản phẩm dưỡng da khác thì mụn sẽ nhanh khô cồi và tự rụng, không để lại thâm, nên Nhi cực kỳ thích.
Bây giờ tới bước tiếp theo là lau mặt sạch và dùng nước hoa hồng. Nước hoa hồng hả? À, nhiều quá à. Cái này đúng không? Bây giờ tới bước tiếp theo là dùng tinh chất dưỡng da. Mình sẽ dùng tinh chất dưỡng da vitamin C giúp sáng da. Dưỡng chất, hai cái này thì em biết. Thường thì dưỡng chất nó làm cho những cái lỗ rất là nhỏ và có thành phần vitamin, thì em nghĩ nó là một trong hai cái này. Đây là kem dưỡng mắt gần đây mình mới xài. Thật sự thì những công đoạn này không hề đơn giản chút nào các bạn ạ. Thật sự là như vậy. Đơn giản mà. Mình thấy là nó đúng là rất công phu và mất nhiều thời gian. Đơn giản. Đây là sản phẩm giữ môi lâu nay mình vẫn hay dùng. Bây giờ anh vậy là xong các bước dưỡng da cơ bản của mình. Wow, thật sự là rất là khó. Cho nên là việc mà vợ mình tốn khá nhiều thời gian ở trong phòng tắm để thực hiện những cái bước skin care vào cuối ngày để chuẩn bị ngủ, thì thật sự mình đã tin là nó đã mất rất nhiều thời gian đến như vậy. Và đúng là để có một làn da đẹp thì không hề dễ dàng một chút nào. Vậy thì video ngày hôm nay đã kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn ngủ ngon.